nhân loại quyết chiến với các vị thần phương Tây. Thiên quốc giáng xuống địa cầu, nhưng họ lại muốn hủy diệt nhân loại, mở ra một kỷ nguyên mới. Nhưng những người xuyên không của chúng ta chắc chắn sẽ không đồng ý. Ngay khi hai bên đang sắp chiến tranh với nhau, đột nhiên có một giọng nói truyền đến. Có thôi cái mông của ta này. Gabriel của Thiên Quốc không được phép vào tổ tinh. Đây là giao ước giữa Thiên Đình và Thiên Quốc. Các người đã vi phạm thỏa thuận. Thiên Đình thua rồi, Thiên Quốc chúng ta mới là người chiến thắng. Các quy tắc nên được đặt ra bởi người chiến thắng. Meta-chan, người nghĩ chúng ta thật sự thua sao? Bọn họ hóa ra thực sự tồn tại. Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không, Na Cha, chuyện gì đang xảy ra vậy? Á Đậu, tôi đang thấy cái gì thế này? Mắt tôi có phải bị hoa rồi không? Anh không đơn độc đâu. Không đơn độc đâu cái ông nội mày. Rời khỏi tổ tinh, ở đây không cần thần. Dương Tiễn, lời nói của ngươi là đại biểu cho ý chí của Thiên Đình sao? Phải, năm đó Thiên Đình vì sao lại bại? Ngươi và ta đều biết mà, bây giờ Thiên Đình thống nhất. Nếu là lại mở ra thần chiến, kết quả chắc là ngươi hiểu. Tổ tinh ngày nay đang trong tình trạng bị tàn phá, ngươi cũng thấy. Con người nên bị tuyệt chủng. Mở ra một kỷ nguyên mới. Ta nói rồi, ở đây không cần thần. Tương lai của họ thế nào là do họ tự quyết định. Đưa loài người ra xét xử, chúng ta tự nhiên sẽ đi. Ta nói, đậu mó các ngươi đã xong chưa? Bảo ngươi cút. Ngươi có nghe không? Tôn Ngộ Không, đây là giao ước giữa Thiên Quốc và Thiên Đình. Không đến lượt ngươi xen vào. Ta xen vào cái đậu mó ngươi. Hôm nay lão tôn ta sẽ thông nát ác của ngươi. Engen, ngăn hắn lại. Ôi đầu má, sao lại là ngươi? Tình huống gì đây? Chú khỉ này có vẻ hơi sợ thiên sứ đó. Ta hiểu rồi, thiên sứ đó là sự kết hợp của dục vọng. Sức mạnh của Tôn Ngộ Không tuy ở trên thiên sứ, nhưng dù sao hắn cũng là con khỉ. Kiểm soát ham muốn của bản thân không tốt bằng con người. Ngươi có thể xem đó là một sự khắc chế. Xem ra, đây không phải lần đầu tiên họ gặp nhau. Thiên quốc này thật thú vị. Riêng về sức mạnh, quân đoàn thiên sứ tuyệt đối không phải đối thủ của mấy người bọn họ. Nhưng nếu ba người họ đối đầu trực diện với quân đoàn thiên sứ, thất bại chắc chắn là bọn họ. Có vẻ như một số thiên sứ không phải là những sinh linh đơn giản, là một cỗ máy chiến đấu. Họ được tạo ra đặc biệt để chống lại một người nào đó. Lấy thân tình để đối phó với Dương Tiễn và Na Cha, dùng dục vọng đối phó với con khỉ. Mặc dù không thể đánh bại đối thủ, nhưng lại có thể dựa vào sự bất tử của bản thân để giữ đối thủ lại. Chính là đánh vào tâm lý. Cái tên Đức Chúa Trời được gọi là đấng tạo hóa kia, thật sự khiến ta ngày càng mong đợi hơn. Các vị, có thể nghe ta một chút không? Nhân loại, ngươi không có quyền can thiệp. Thật là một người chim kiêu ngạo. Thập tự, phán quyết. Hầu tử, Na Cha, ổn định không gian. Đừng để bọn họ phá nát tổ tinh. Không cần. Đây là thần chức tư tế, chuẩn thánh. Tổ tinh hiện tại, làm sao lại có khả năng xuất hiện chuẩn thánh? Thần tiên các hạ, đây là ân oán giữa thiên quốc và thiên đình. Không liên quan gì đến ngài. Ta cũng là con người trên trái đất. Các người muốn hủy diệt nhân loại, sao lại không liên quan đến ta? Tuyệt đối không thể nào. Tổ tinh tuyệt đối không thể xuất hiện lại cường giả như ngươi. Ồ thế à, các huynh đệ, cho họ xem chút đi. Hãy để họ học hỏi thêm. Ba thằng đại la kim tiên. Còn nữa,
Bốn cái thằng kia là tình huống gì? Rõ ràng không có sự dao động của sức mạnh, nhưng chúng cho ta một cảm giác nguy hiểm vãi trường. Ta cảm thấy người đó là người mạnh nhất trong số họ. Nói thế nào? Ta đã chú ý quan sát họ. Từ đầu đến cuối, hắn chưa bao giờ thèm nhìn các thiên sứ. Trong khi những người khác bạo phát khí tức, hắn vẫn cứ thờ ơ. Ánh mắt hắn vẫn cứ nhìn lên bầu trời. Thật sự, cái bộ dạng không thèm để ý đến ai đó làm cho ta nhớ đến một người. Nền tảng của tổ tinh rõ ràng đã bị cạn kiệt. Vì sao còn có thể xuất hiện nhiều cường giả như vậy? Ngươi có thể đấu với ta không? Quân đoàn thiên sứ nghe lệnh. Tiêu diệt con người. Chờ đã, các ngươi sẽ hủy diệt nhân loại. Chúng ta thực sự không thể ngăn cản. Nhưng con người bình thường quá mỏng manh. Hậu quả của một cuộc giao tranh có thể dẫn đến sự hủy diệt của nhân loại. Nhưng các ngươi cũng hiểu, nếu không có quả trứng này của nhân loại, chỉ cần một cái búng tay chúng ta cũng có thể đánh bại thiên quốc các ngươi ở đây. Chỉ cần chúa cha vẫn còn ở đây, thiên quốc sẽ mãi mãi tồn tại. Sợ quá cơ, năm đó, nếu không phải thánh nhân nội chiến, đức chúa trời sống đến ngày nay, có lẽ bây giờ vết thương của hắn vẫn chưa lành đâu. Ân oán giữa các ngươi và thiên đình chúng ta không quan tâm, nhưng nhân loại không thể bị tiêu diệt. Nếu như các ngươi không cam tâm cứ thế rút lui, chúng ta có thể chơi rắc nát một lần nữa. Quy tắc vẫn vậy, 13 đầu với 13 như cũ. Đồng ý. Cuối cùng cũng không ngồi yên được sao? Chúng ta đồng ý, nhưng có một điều kiện, chỉ có thể là nhân loại ra trận, thiên đình không thể can thiệp. Nếu các ngươi thắng, thiên quốc sẽ rời khỏi tổ tinh, vĩnh viễn sẽ không nhòm ngó. Nhưng nếu chúng ta thắng, các ngươi phải gia nhập thiên quốc. Ta đồng ý, chỉ cần được đánh, đánh ở đâu cũng giống nhau. Các ngươi nghĩ sao? Hắn đã đồng ý rồi, chúng ta còn có thể nói gì nữa? Được, chúng ta đồng ý. Sau 7 ngày nữa, trên thiên quốc, sẽ đợi các vị tới. Này, tại sao các ngươi lại trực tiếp đồng ý vậy? Bây giờ chúng ta có thể cùng nhau trực tiếp đánh bại bọn chúng mà. Hầu tử ngươi an phận một chút đi. Không sao, chúng ta cũng muốn xem cái gọi là thiên quốc này thực lực rốt cuộc thế nào. Nhưng phải nói, bây giờ các ngươi cũng không đủ 13 người, làm thế nào đánh với họ? Yên tâm, cái này ta tự có cách. Nhưng chúng ta chỉ có 7 ngày thôi, có kịp không? 7 ngày là đủ để ta xuyên không lại mấy lần rồi. Nhưng ta sẽ nghĩ kỹ xem nên nhờ người nào về đây giúp đây. Các ngươi đang nói gì vậy? Sao lão tôn ta nghe chả hiểu cái đích gì? Không sao, hầu ca, các ngươi có thể cho chúng ta biết sức mạnh của thiên quốc ngày nay không? Còn có năm đó thiên đình, vì sao lại chiến bại?